Đây anh em ơi, đây là con nó đang thay lông nha anh em. Em có lông cánh nè, lông cánh, lông đuôi nó đang thay anh em ơi. Nhưng mà đây là một điều đặc biệt là anh em, đây anh em. Đó, một con trống nha anh em. Trống nó đang trổ nè mà cái được mấy đốm đen anh em. Được rồi, có thường nhân rồi anh em ơi. Đuôi đen nè, đuôi đang ra anh em thấy không? Anh thấy đuôi thiếu thiếu là nó đó anh em. À, con này khá đẹp anh em. Về mình nuôi nữa, con này cũng khá bự con em ha. Để đi lẫm mừng cháu được thì lẫm con em em còn khoảng hai ba bộ gì đó gà tre anh em, bộ năm màu bộ gà tre anh em ha, hai ba bộ gì đó mà bỏ với anh em. Anh em nào có cần bộ mấy bộ mẫu bộ gà tre anh em thì em có thể hú em nha, giá cực kỳ rẻ cho anh em ha. Hiện tại giờ những con mà lồng sắt thế này anh em thì em chia sẻ em những con vô lồng sắt này, em chia sẻ em này là 3 sợi, nhưng mà vô lồng sắt này á 5 sợi nha, em phân biệt rõ ràng nè. Ví dụ như những cái lồng này là giá rẻ cho anh em thì anh em mấy con lồng này anh em nuôi lâu dài, nuôi lồng này thì nó sẽ thoáng chim hơn em ha, nó sẽ rộng rãi để chim nó phát triển ok. Còn những cái lồng này thì em mới ép bỏi nè, những cái dàn mà chim bỏi mới về nó thì em nhốt lồng này nữa ha. Khi anh em nuôi lâu dài thì những cái lồng này sẽ ok hơn em. Mình những cái bộ này thì em vô đây thì em đã chọn, em đã tuyển rồi anh em ha, thì em sẽ lên khoảng 5 sợi một bộ, còn bộ này thì 3 sợi cho anh em về anh em để ép bỏi nha. Em coi này là chuyền nè, chuyền này nó em bẫy cách đây khoảng 10 ngày nè, khoảng 10 ngày nè, nhưng mà nay nó ăn cắn khô rồi nên mà nó có thái độ nè, nhưng mà nó thái độ nè, đó nè, chưa không bẫy mới chỉ 10 ngày nè, là hai con bộ này em có trong vườn bưởi nè, mới đây mà bây giờ nó đang cắm cứng, nó kêu nè em ha. Con này nuôi tầm 10 ngày nửa tháng nó ok nữa ha. Nó mới đây mà nó nằm rất anh em thấy không? Chim mái còn mấy con cũng tuyển đẹp lắm anh em. Khá đẹp nữa ha. Em không có mấy con này thì em không có bán nè. Em chỉ để tặng cho anh em mà mua chim trống thì em tặng chim mái thôi. Hay là có nhu cầu chim mái thì có thể ở gần thì làm chia em hay, chứ còn em không có bán. Hôm nay thì em chỉ dành tặng cho anh em thôi. Nên là mua chim trống thì sẽ có cái ưu tiên để tặng chim mái nha. Chim VIP đây anh em. Chim VIP thì em được còn được vài con anh em nhé. Chấm cỡ này anh em nhé. Đó, anh em nào cần chuyền vip thì có thể của em nha. Con này thì gọi là vài chục con, vài trăm con mới được con hai con anh em. Đó. Giá nó hơi rác anh em. Con này thì combo lông lòng về khoảng 1 củ nè. Chuyện này của đó anh em ha. Này anh em về anh em rất là mau chơi nè, tìm nó có tố chất. Rồi anh em là kết thì cứ alo cho em, số Zalo em ghim trong màn hình nha anh em. Còn anh em ơi, đây là những cái combo 3 sợi nha anh em, luôn lòng. Mấy con này khoảng 2 3 tháng làm anh em ơi, cám cứng anh em ha. Đó. Có những con nó thay lòng xong luôn anh em, cực kỳ đẹp luôn, lông lá mắt cược luôn anh em. Combo 3 sợi cho anh em là như con này anh em, con bị là nó thay lòng rồi, nó cực kỳ đẹp luôn anh em. 3 sợi luôn lòng cho anh em về anh em trải nghiệm nha. Hoặc anh em có thể anh em tuyển, tại vì nhà nhiều quá em muốn xả hành lý bớt cho anh em nữa ha. Anh em cứ bấm bấm chậm video để anh em coi từ con anh em ha. Chứ tại vì những con này thì nó 1 2 tháng thì nó góc độ nó cũng đám cứng này nó không được lõi anh em, mà chứ còn mà nó kè đấu các kiểu thì phải thấy có thêm một thời gian anh em ha. Anh em cứ mua về anh em chăm thêm một thời gian nó sẽ ok anh em ha. Với lại anh em thắt ra anh em
ra thì là một lồng riêng anh em, cái nắng nó non em ha, chăm sóc riêng, em để trong nhà vậy nè để không có ngăn mặt gì nào khi bị lờ kia anh em ha. Vậy anh em tắt riêng anh em lên lồng là sẽ ok nè. Xích tô nha, xích tô cũng còn một số nè ha, nè ăn cắm cứng không anh em ơi, cắm cứng hết rồi nè. Nè anh em cần xích tô thì alo em ha. Mọi nè, ok anh em nha, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Rồi em hello anh em nha, chúc anh em buổi sáng tốt lành anh em ha. Sáng nay là em lại tiếp tục đi lượt chợ cái chỗ ngày hôm qua mình bảy mấy chim anh em. Anh em coi nè, cái này là gì của bà luôn à. Mình bảy hôm qua cho này anh em ha. Hôm nay mình lại vô đây mình phục thù với anh em. Hôm nay mình thức hơi trễ, mình có hạn với ông anh ở Bình Tân nữa mà cuối cùng mình bị trễ hạn anh em. Thôi mà ấy đi, mình tối nay mình sẽ giải thích cho anh sau. Bây giờ mình sẽ đi phục thù con qua năm ha. À, cái cỡ đó qua quán này anh em, nhưng mà bữa nay em không bánh ngày nữa anh em ha. Em sẽ đi vòng qua đường kia em bánh ở cái cỡ bên lắp có xu ở số hè này anh em. Đây anh em ha, lực lượng của em anh em. Bữa nay em không đi con mồi lào đây anh em ơi. Em nghĩ con mồi lào nó dữ quá, làm với con nó mới xong lông ra anh em, nó còn chưa có lửa anh em, nó không có dám đá anh em ha. Cho nên em đi con mồi yếu hơn để cho nó sợ anh em ha. Rồi ok anh em ơi, anh em theo chân mình anh em, mình đây phục thù anh em. Ok let's go. Thì cái con đó hôm qua mình nghĩ là nó mới xong lông anh em, nó chưa có lửa anh em, nó yếu lửa anh em ha, nó mấy hồi không dám đá. Để mình đi ra thử cái cỏ đi anh em ha, với lại một phần nữa mình sẽ đổi con mồi anh em. Con mồi lào hôm qua nó dữ quá anh em ơi, nó dữ quá, nó về nó làm quá con bổi nó sợ anh em. À đường này kỳ vậy ta, đường này có gì sai sai anh em ơi. Rồi dính lại. Ây da, rồi dính lại luôn anh em ơi. Cái đường nước hàng nước heo gì mà cứ ẩm luôn anh em ơi. Ây da. Quá anh em ơi. Đây em ơi, con trống truyền thêm đến đây nè em ha. Con máy thì em sẽ treo cao như kia nè. Đây nè. Để có thấy nè, mà trong cuộc xù này vô cuộc xù nữa nè em ơi. Còn cái con trống kia thì em chỉ để đây nè em ơi. Em giật nè em ơi. Em giật thôi chứ em không có nó gần em nè. Cho nó giật ha. Ok, như cái bộ gì nó về tới vậy em nghe mấy mọi làm giữa đây mà. À, ở đây nè em ơi. Về tới đây nè mày, khó thấy quá nè mày, về đây lụp mai nè. Em lại tính đâu là em khôn hơn nó anh em, em đem làm sao hè đám của xu em ấy anh em, cho nó ngay cõi nó chơi anh em, không ngờ ra đó nó chưa chơi nữa mà em phải chịu chạy anh em, đó sao hè mũi quá anh em ơi, chịu không nổi luôn anh em. Em đem lại cái cõi hôm qua em bảy anh em đem lại là một bức nhạc lại tới luôn anh em cũng biết lý do sao chắc cái này là cái cõi đó sao anh em. Đâu có hiểu rồi. Em vừa má lập lên là tới liền rồi nè. Còn anh sao hè đó, là em không để ý luôn là em lo em tập mũi không nữa. Ok em để má lập má anh em ha. Tôi cũng ngồi lỡ đây nè. Nó về tới luôn á nè. Rít kia lắm nè. Nó đây nè mày. Tối quá nè, chắc không thấy nè mày. Ở dưới màn hình nè, lụp nè, cắm lụp máy nè. Hôm qua em đang lụp ngoài lào theo nó làm dữ quá em nhớ, chú này thì nó mới xong ông ra chưa căng lửa sao em không hiểu. Rồi máy vô cắm này lắm luôn đó. Còn mai nè mà chứ em thấy ngày làm như nó bởi lụp nè mà. Sợ lụp. Có khả quan nghe nè, đang có dây điện đứng lên nè, thấy không? Đó, chuyền lợn máy nè. Con này giờ nói chung là mình bẫy bằng mọi cách anh em chứ biết sao vậy nè, tại chim nữa bẫy lập với lại phần chim này cũng khá hay nè, qua anh thể hiện rất là tốt nè.
đang qua trưa quá em về nữa. Em để lập hai bên đứng ở giữa em thấy không? À, đứng nè. Sợi điện nè. Đó. Có khả quan nè. Con mồi của ông anh anh em. Đem theo vợt để vậy nè ha. Nó mồi về nó cũng thấy con mồi về nó cũng chiếm cánh nè. Bỏ về nó ăn rít đây nè mày. Dữ dằn nó chứ. Chuyện gì nè, sợ lụp nó về đứng gần chứ không nhảy nữa mà. Về đứng gần gần, gần rất chơi vậy nè. Không nhảy. Rồi, con này bữa nay mớm nữa nè em. Con này nói chung là mình thấy cảm giác đã nè em, rồi mấy buổi hay nè em, nhưng mà nó mớm hoài cũng chán lắm nha em. Mớm hoài là cũng mệt mỏi nha em. Mòn mỏi luôn em ơi. Đó, bay nữa nè. Chắc mình phải bỏ cuộc giết này nè mà. Nó về về cái nó bay đi nè. Nó chán nản không? Nó ngồi thì chơi ấy, hết 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 nước chấm luôn nè mà. Nào con mà chuyện này chơi hết nước chấm luôn nè. Còn mọi cái này xì chém các kiểu luôn nè. À, em hiểu sao mà nó không đá nè mày. Ở đây thì chém các kiểu luôn. Anh em nghe thấy không? Không đá là không đá này mà, không xuống này mà. Nên ra gì đứng. Em phải bỏ cuộc rồi. Ờ có một chuyện gì nữa. Con chuyện này biết nhưng mà trống máy này. Chuyện hôm qua có gì bu lụp lần tao đập lại văng này nữa. Con chuyện thiếu còn đuôi giữa đây nè. Kệ đi, có được con nào cũng được, có con về cho nó gọi là trọn vẹn một ngày nữa mày, chứ để đi không có con nào về cũng cực kỳ nữa mày, cũng buồn nữa mày. Cái chuyện này hôm qua bị dính văn quánh văn lục lần nữa, nghiêm chuyện thiếu rồi đuôi giữa nè. Ba trời mấy mọi người xưa thấy thương quá nè mày, mà mọi trống này nó bị bể lụp rồi nè mày, đó, đó. Nó dính chim con chạy nè, thấy không? Với con chạy rồi mà nó không đá đập được chứ đó 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 thấy không với con chạy tán lạ mà nó không đá nè đau đầu được chứ bỏ cuộc rồi mà thua đá thì không đá mà người ta lợi thì nó lại dí nó dài thôi mà em ngồi xíu nữa không được em phải rút rút anh em ơi với em thua tình trạng này là xong không ổn rồi Dương ơi không ổn rồi Đại Dương ơi đây chim con chắc về rất lụp cái máy này mà nè tấm lại gần tới nè tấm lại gần cái bên đang dí nữa mà máy làm đảo nè con chim nhỏ em mà nhảy vô là con chim già nó quản luôn nha nè là xác định luôn nha nè xác định là coi là mình buổi hợp đồng luôn nha nè chứ ăn hết được cái này nè mà nó khoảng nha nè chim cha đứng ở đây nè rồi dính lên em ơi không có nhiều con em ơi đây nè em ơi
Đây là con nó đang thay lông nha em. Em có lông lông cánh, lông cánh lông đuôi nó đang thay nè mày. Nhưng mà đây là một điều đặc biệt là nè, đây nè. Đó, một con trống nha em. Trống nó đang trổ nè mà cái được mấy đốm đen nè. Được rồi, có thường nhân rồi em ơi. Đuôi đen nè, đuôi đang ra em thấy không? Như thế đuôi thiếu thiếu là nó đó em. À, con này khá đẹp nè. Về mình nuôi nữa, con này cũng khá bự con em ha. Để đi lượm mừng cháu được thì lượm con em ha, đỡ tuổi thân em ha. Ok em ơi.